mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Quan Âm Cứu Nạn. Một ngày khoảng 8 giờ tối năm 1997, tôi vừa tan sở xong thì vội lên chuyến xe tối về nội thành. Lúc này người trên xe rất ít. Đi được nửa đường thì bỗng có bốn thanh niên say bí tỉ bước lên xe. Trong tay mỗi người cầm một chai rượu, y phục xốc xếch, rõ ràng là say quất cần câu. Một thanh niên trong đây thấy tôi ngồi một mình, liền bước siêu vẹo tới ngồi cạnh tôi, còn tùy tiện gác một tay lên lưng ghế tôi. Ba ông ma men kia thấy vậy đều nhào tới, ngồi xuống bao vây tôi. Cho anh ngồi chung nghe. Lúc đó tôi cảm thấy cực kỳ bất an, trong lòng hơi ớn, nhưng ráng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị bảo anh thanh niên ngồi sát tôi hãy bỏ tay xuống. Kết quả chẳng những anh ta không nghe mà còn phản ứng suồng sã táo tợn hơn, bằng cách choàng tay lên vai tôi, còn cười ha hả thật lớn. Chắc chắn đây là một tên lưu manh. Tôi muốn đổi chỗ nhưng gã chẳng cho tôi đi ra. Tôi liền hướng anh bán vé cầu cứu. Tôi kêu thật to: "Anh bán vé ơi!" Anh bán vé từ từ đi tới. Tên lưu manh này thấy vậy liền xa sầm mặt, vội xỉa tiền ra mua 5 vé, còn chỉ vào tôi trần tráo bảo: "Tôi mua vé cho em gái này luôn. Em gái này trong nhóm của tôi, trong nhóm của tôi hết trơn á." Nghe vậy tôi thật có miệng mà nói khó khăn, nhưng vẫn ráng giải thích: "Tôi không quen họ, anh đừng lấy tiền của họ. Vé của tôi hãy để tôi mua." Nói xong tôi đưa mắt nhìn anh bán vé, ngầm cầu giúp đỡ. Nhưng anh ta chừng như quá sợ đám du côn này, khẽ liếc tôi một cái rồi lủi về chỗ mình ngay. Anh ta cứ giả lơ, làm như không nghe thấy gì. Còn lại mình tôi với đám lưu manh, không ai bảo vệ. Trong lúc cực kỳ nguy cấp đó, tôi chỉ còn biết cầu Bồ Tát cứu mình thôi. Tôi rất tin Bồ Tát Quan Âm hữu cầu tất ứng, trong lúc nguy nan sẽ chở che gia hộ bất tư nghì. Giữa đêm tối bơ vơ không ai giúp đỡ, tôi đành chắp tay niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nhất tâm khẩn cầu Ngài che chở, cứu tôi thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Dần dần nội tâm tôi trở nên bình tĩnh, không còn căng thẳng mà cũng chẳng còn sợ hãi nữa, vì ngay lúc đó tâm và Phật hiệu đã hợp nhất. Khoảng chừng 15 phút sau, trong lúc tôi đang chuyên tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì đột nhiên mấy gã say đang hùng hổ bao vây áp đảo tôi bỗng thét lên thật to: "Bác tài, mau dừng xe lại cho tôi xuống xe." "Chuyện gì vậy? Phiền phức quá đi. Xe đang chạy trên đường cao tốc, không thể dừng lại." "Dừng lại, dừng lại, ơi, quá thiệt, tôi không tin được. Dừng lại, dừng lại, không tin được nữa. Dừng xe lại, mau dừng xe lại. Trời ơi, dừng xe lại đi, dừng lại đi." Gã ngồi cạnh tôi vừa nói vừa tỏ vẻ rất thống khổ. Lúc này mấy gã say còn lại cũng quýnh quán đứng dậy hết, đồng hoảng loạn la to: "Trời ơi, mắc tiểu quá, chết nhịn nổi rồi, mau dừng xe lại. Trời ơi, xuống xe." Tài xế vừa dừng thì bốn gã say vội nhào lăn xuống đường rồi biến mất hút trong đêm. Ông tài xế chửi đổng một câu: "Đồ thần kinh!" rồi cho xe chạy tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe bầu không khí giờ đã yên tĩnh trở lại. Tôi hết sức cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngầm gia trì. Chính là nguyện lực từ bi của Ngài đã giúp tôi hóa hiểm thành an. Đúng như trong kinh Phổ Môn nói: "Chúng sinh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực, năng cứu khổ thế gian." Lúc ách nạn tôi được thọ ơn như thế, xin mạo muội kể ra chia sẻ cùng người hữu duyên. Tôi muốn nói rằng nếu bạn gặp nguy hiểm, lâm vào cảnh bơ vơ cô độc một mình, không có ai chở che, thì hãy chí thành niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Chỉ cần bạn thành tâm hết lòng, nhất định sẽ nhận được lực gia trì không thể nghĩ lường của Ngài. Mô đại từ đại bi, tai lắng nghe nỗi đau trần gian. Nam mô đại từ đại bi, mắt thương
问什么的手